keo mà chúng ta kho hàng các bạn ha. Thì mình giới thiệu cái mẫu này xài cũng được các bạn nha. Nói chung là các bạn kho hàng nhiều thì nên xài cái này. Còn nếu mà các bạn kho những cái mạch mà rất là nhỏ luôn, giống như cái mạch của chip IO của laptop ha, thì có thể chúng ta dùng cái loại xịn hơn. Nói chung là với mức bình thường thì các bạn xài cái này là ok nha. Cái này mình mua cũng khá là lâu rồi, mới khui hộp các bạn nha, quăng luôn. Đấy, các bạn thấy bên trong nó giống như cái rau câu nữa ha. Đó, nó hơi giống giống rau câu. Wow, nó chuyển qua cái màu này nhìn thấy hay hay ta. Rồi, mình sẽ giới thiệu thêm với các bạn những cái loại keo hàng khác nha.